quạt lên này, nó hơi cồng kềnh một tí nhưng mà anh em mà thực hiện được thì nó rất hay luôn. Sờ kim một cái này, xuống FD này, thế thôi, nó hơi cầu kỳ một tí nhưng mà nếu mà anh em đã thực hiện thuần thục thì thực sự nó là vô địch luôn, bá đạo luôn. Alo, 42 và 45 6 nghe rõ trả lời. Đây anh em ơi, hôm nay tôi có 600 tỷ đấy, muốn mang đến anh em 600 tỷ này. Và thị trường chuyển nhượng thì anh em thấy là đúng 600 tỷ, 525 tỷ. Và đây còn đang có con Hungry đang bán nữa, nhưng chưa bán được. Ơi, 97 tỷ 3 lên đường thôi gì. Rồi, 600 tỷ, đúng 600 tỷ luôn, 607 tỷ, ok chưa ạ? Và hôm nay tôi muốn một cái đội hình thật đẳng cấp. Tôi mong anh em cho những ý kiến đóng góp. Đấy, chiếc ạc này được gửi đến từ bạn em Khôi của thầy. Em Khôi, M9, V-League School đấy, của trường làng luôn. Đội tuyển Lào tôi đang thích cái sơ đồ 5 hậu vệ 5-2-1-5-5-5-2-3. Tôi đang thích cái sơ đồ đấy thật sự luôn, thật sự đang rất là mê cái sơ đồ 5-5 hoặc là 5-2-1-2. Nói chung là sơ đồ, một sơ đồ 5 hậu vệ. Đây tôi chỉnh trước sơ đồ xong chúng ta đi build team theo sơ đồ đấy nha. Đang nghiện của 5-2-5-2-1-2, nghiện quá. Sad Boy đa tình đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Sad Boy nha. Thầy có thể build team xoay quanh cánh chim Jaheim Sterling được không? Hôm qua súp ảo hai con Sterling cho thầy, giờ em muốn khiển cháu nó quá. Chốt nha. Vụt quả Juve nha. Đầu tàu sẽ là Cesare. Lưu tìm kiếm. Rồi hôm nay anh em ơi, chốt Juventus. Juve today. Ui Juve còn Ibra nữa cơ, được chưa? Không cần đá bảy lạc đà luôn. Tôi cứ làm quả Pogba đã. Tôi thích Pogba quá, tôi phải vụ quả Pogba đã. Tôi phải có Pogba khiển của Pogba ở tuyến giữa đã. Pogba mùa nào nhỉ? Chắc là Pogba này thôi nhỉ? Pogba mặc áo Juve luôn này. Tôi khiển của Pogba đã. Tôi tạm thời tôi đặt 46 tỷ. Nghèo lên mình chưa tiết kiệm. Tuyến trên sẽ là Ibra, đó phải là Ibra. Ibra mùa này, mùa L, OL. Tôi build chuẩn chỉ cho chủ áo còn đá mà anh em. Tiền đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn tiền nhá. Em muốn thấy cụ nét. Cụ nét vét à? Nét vét ok la luôn. Nét vét khả năng tôi cho đá cam luôn. Chủ áo kêu 7 trọ, ok. Cái tên thứ hai vào sân. Từ từ nhá, cái đội hình 5 hậu vệ này, tôi đá sẽ đá đội hình 5 hậu vệ. Nên là cái vị trí cánh là vị trí quan trọng nhất, hai vị trí hậu vệ cánh ấy. Mình làm quả lét vét mùa gì rồi ta. Thôi chủ ạc chịu chơi quả này rồi. Quả lét vét này dễ khiển mà. Từ từ nhá, phải cân lương đấy. Không tí nữa là ối giời ơi đấy. Federico Chiesa. Tôi sẽ đá Chiesa cho đổi gió. Chiesa đá hiền hay hơn đấy. Trò cưng anh em ạ. Cưng em củ. Trò cưng Federico chia xa. Bỏ qua Dembélé luôn, không có hàng mua luôn, mua nhanh còn vào sân. Bảy chọn chơm nhỉ? Việt Chi của bảy chọn đấy không nhỉ? Bảy chọn lạc đà không ngon bằng bảy chọn này đâu. Thì hạ cam xem BB đang 400 tỷ đấy, 382 đấy anh em. Em guộc anh Si Tạ đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn em guộc nha. Thần Đài là thằng nào? Sao lại học theo ứ của T? Không, World Cup ngon hơn đấy, tin chuẩn, World Cup ngon hơn đấy. Không có anh bảy mùa nào mặc áo Juve nhỉ? Sao không có anh bảy mặc áo Juve nhỉ? Sao anh bảy mặc áo MU vậy? Ủa? Được đấy, thôi vụt đi. Ôi, được bớt 1 tỷ luôn. Ok, vụt. Mình là lính mà. Thôi vào sân, xếp cái đội hình đã. Mấy anh em vào sân đây. Đá ba hậu vệ vậy. Đấy. Giữa sẽ là Pogba. Và ai nhỉ? Pogba và ai nhỉ? Giữa sẽ là Pogba và ai ta? Matisio độc lạ. Matisio là biểu tượng của bóng đá Juve đấy, biểu tượng của ba đâm dao luôn đấy. Matisio về vậy không có hàng. Ui, Matisio hiếm vậy. Ý, có hàng mà. Đây rồi. Khiển của Matisio cho anh em mới mê luôn. Ui, con vợ đặt 48 tỷ vậy, 50 đi. Cho nhanh. Matisio. Bonucci Chiellini chắc chắn rồi. Bộ giữa của thầy chắc chắn có Bonucci Chiellini rồi. Hình như Bonucci này ngon hơn anh em ạ. Bonucci này ngon hơn, Bonucci này hừ hết đi. Bonucci này ngon hơn. Nhưng mà
Chế Linh. Chia Lily. Tôi còn một tiền đạo mà. Hậu vệ chơi lương thấp thôi, tí còn cân lương, anh em hiểu không? Hậu vệ phải chơi lương thấp, cái vấn đề nó không phải là tiền, vấn đề nó là lương. Đây này, hậu vệ chúng ta chỉ nên chơi lương thấp thôi. Vieira đá cho đa dạng vị trí. Ủa, CB 61 tỷ đắt quá. EBS chắc được rồi đấy. Tôi nghĩ EBS là ok rồi đấy. Quyết đoán, nói làm nhiều, nói nhiều thì mất hay, nói nhiều mất hay. Bé treo đá giữa, bé treo sao đá giữa được, khi mà thế có bốc bà ở đây rồi. Bốn bốc ba. Ca chắc mình làm con lương thấp rồi, Sekni ơi. Nó ca khả năng phải chơi Sekni rồi. Nó ca phải vượt của Sekni cộng 5 rồi, vượt tại của Sekni cộng 5 rồi, vứt vào đây. Không có lựa chọn rồi. Thầy làm thế là thầy đang sai với chủ ớt đấy. Không. Hello Khải, mất hội viên thầy chê em không ạ? Không chê, chủ tịch bác cơ, phó chủ tịch ơi, không chê. 442 luôn chứ đá 422 mà gì, đá hẳn 442 luôn. Quay xe thôi anh em. Phải quay xe rồi. Thế thì hàn hậu vệ cánh sẽ là Cancelo và Cancelo và ai rồi ta? Gì phải thở oxy tập này, tin thầy. Em đang sai đấy, em phải tin thầy. 440 tỷ, chúng ta sẽ mua dự bị. Ơ? À? Nope. Dấu tên 728 đã uy scan 10.000 đồng. 728 nhá. Nãy thì bảo mỗi con lương 17 giờ lại thừa lương, đúng là chúa tể toán học thần đồng tính toán cộng trừ nhân chia siêu cấp vũ trụ. Nhót. James Crow đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn James Crow nhá. Chào thầy, thầy có mang cắp EAC về ca cho tôi xem lại với. Long time no see. Long tham lâu si, thừa nhiều lương thế. Thừa nhiều lương quá. Ui, 117 luôn mà. Kinh khủng luôn đấy, kinh khủng luôn. Dự bị chắc là mua này thôi. Làm thêm quả Morata đây. Ui, cứ kêu yếu điên quá. Này kêu yếu điên, mạnh điên. Fan thầy đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Dạo này em bị bệnh rùi thầy ơi. Bệnh cứ mở YouTube là tìm Li Haji làm sao. Ui, để chữa khề nhỉ. Không, bệnh đấy không phải chữa, bệnh đấy không phải chữa đâu. Bệnh đấy là tuyệt vời đấy, bệnh đấy nó là lét luôn đấy, không phải chữa. Không cần phải chữa. Đội hình quá mạnh rồi. Lung đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Lung nha. Thầy build đẹp điên, chúc thầy stream vui vẻ. Có gì đâu, khen thầy, trời ơi. Thầy build thì còn gì có chỗ để chê hả anh em. Team quá mạnh luôn, thừa hẳn 2 lương, ok chưa? Thừa hẳn 2 lương luôn. Chỉ đứng ở đây tạt thôi, không phải làm gì cả. Chỉ đứng tạt thôi. Hai con vợ ở giữa để ba ba. Khiển, phải khiển, phải khiển, cứ phải khiển đã, anh em mới hiểu được. Làm gì huấn luyện viên đã lắp chứ, phải lắp chứ. Luôn luôn trồng cánh. Luôn luôn trồng cánh luôn, đội hình siêu tấn công à. Mua cộng 8 về để làm gì, để siêu tấn công à. Đây nhá, khi anh, đây, tôi sẽ để 422 cổng này. Để là bốn con này ở sẽ ở giữa, hiểu chưa? Nó sẽ hoạt động ở giữa, luôn cho phòng ngự rồi. Đấy, để ở giữa, còn đâu là cánh sẽ có hai con này đảm nhiệm. Dâng lên, giật về. Nam 16 đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cái thầy tính toán đẹp dai. Đá 3 trận không thủ lưới, donate 200k, tin chuẩn. À, tin chưa chuẩn. Buồn đấy. Thế giới 1. Tôi hủy diệt cái danh thế giới với tiếng Anh này luôn. Thật, cả một đội này hủy diệt luôn. Dấu tên 728 đã uy scan 10.000 đồng. Làm một lần nữa nhá, tôi làm một lần. Em tin là thầy sẽ phát huy hết tác dụng của cháu Pogba và Del Piero. Chắc chắn mà, chắc chắn mà. Cộng ZD công như trái chuối. ZD công như trái chuối, hứa luôn. Cam kết công như trái chuối. Bảo Sơn. Mua được Zidane rồi kìa. Zidane tí nữa tính tiếp. Zidane cứ ngồi im đấy. Zidane ngồi im đấy cho thầy. Zidane chưa vào sân đâu. Ui, gì á? Đâu à?
quá nhanh, quá nguy hiểm. Một, một. Đây là tí nhắc tôi đổi áo nha anh em. Hai, Tempero phát huy tác dụng. Cánh kia lên chưa? Đá kìa. Cancelo. Ibra đấy, quả này là của Ibra đấy. Team gì? Yếu nhất tầm giá. Team rung động vì nụ cười của em đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Chào thầy, vừa rồi em đi du lịch 2 tuần ở Milan, mở ngoặc kinh đô thời trang nước Ý rất xịn và đắt đóng ngoặc nên giờ mới xem live của thầy, không biết thầy nhớ em không? Thật sự xem stream của thầy giải trí thật cụ thể là trí lân đò. Anh em nào CX thấy giống tôi cho tê xin phím một mặt cười. Cảm ơn Kim rung động nha. Dấu tên 126 đã uy scan 30.000 đồng. Cảm ơn 126 ạ. Chúc thầy live vui vẻ. Vui vui mà anh em, vui mà. Sẹo lông mày xuống thấp hơn hồi ở SEA Games á. Là sao? Là sao anh em? FD kinh. Những quả FD bây giờ với tôi nó thật sự quá đơn giản luôn. Quá đơn giản luôn. Khiển đến siêu sao rồi, hợp với em qua đấy á. Khiển cái này đến siêu sao quá. Gì vậy? Từ từ cho quả khổng lồ kia lên siêu sao đã. Sơn Hiêng Min đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Thôi cọc thêm 50 nữa. Rồi cảm ơn Son nha. Cảm ơn Sơn Min nha. Nhưng thầy cắt tóc trông chất lính đầy mình đấy. Tôi là lính mà, tôi là lính mà. Tôi là lính mà anh em. Tôi bảo cắt cho nó mát. Hè đến rồi. Ui cộng 8 nó chạy kìa. Nó chạy kìa. Nhẹ nhàng, người đội trưởng vĩ đại Dempeazo, đúng số 10 luôn, đúng số 10 luôn. Ok chưa? Cay chưa? Xoài. Morata quả này phải ghi bàn đấy. Dấu tên 126 đã uy scan 100.000 đồng. Ôi, cảm ơn 126 nhá. Tóc nữ thầy ơi. Khiển được, ok ok, khiển được. Tôi khiển được mà. Ok, 126 nhận kèo. Dài ngắn nhá. Dài ngắn. Hiền hồ hay là thích thích quả hiền hồ hay là thích quả gì nhỉ? Hiền hồ thích thích thầy để quả hiền hồ hay là thầy để quả Amy nhỉ? Thích hiền hồ hay Amy nhỉ? Thế không đá đội hình cao kèo đợi có anh em ơi. Đợi tí. Chê. Ui, Morata kìa. Sao có thể chê Morata của tôi và tức ta. Ui đá như này chê mà. Người ta nói anh ấy là không biết ghi bàn. 26 đã uy scan 20.000 đồng. Thôi cảm ơn 26 nhá. Tùy thầy chọn. Ok ok. Cứ để tôi lo. Ui anh 7 đúng đại vương thật. Ui anh 7 đúng đại vương thật. Uầy, Morata suýt gì có hat trick rồi. And the goal for Arsenal in the 89th minute. Dễ ợt, đá hai trận ghi 9 bàn, dễ ợt. Thấy ơi Juventus có... Uầy, đã suýt đúng một quả ăn luôn mà, cay thế. Juventus có Musiala không? Không em ơi, bỏ đi, vả vẩn, làm gì có Musiala không hề. Thường dẫn anh em đá một bài phạt góc dị, dị mà hiệu quả nhá, dị nhưng hiệu quả nhá. Này, anh em kéo bốc ba đây nha. Em phải đi lừa lừa đi. Đấy, xong bốc ba ra. Đánh đầu ra ngoài. Chuyển sang đây. Quạt lên này. Nó hơi cồng kềnh một tí. Nhưng mà anh em mà thực hiện được thì nó rất hay luôn. Sờ kim một cái này, xuống FD này. Thế thôi. Đấy, nó hơi cầu kỳ một tí. Nhưng mà nếu mà anh em đã thực hiện thuần thục thì thật sự nó là vô địch luôn, bá đạo luôn. Nhất ở Nhật. Đấy, nó đơn giản lắm. Không cầu kỳ như anh em nghĩ đâu. Pogba là người bắt đầu, Pogba sẽ là người kết thúc tình huống bóng đấy. Tóc thầy giống tóc em cắt khi học cấp 2. Cắt xong bị đình chỉ học 3 ngày luôn. Sao đình chỉ học? Điên à? Cắt tóc đình chỉ học, gì đình chỉ học vậy sư huynh? Liên quan gì? Liên quan gì? Sao cắt tóc bị đình chỉ học? Hâm à? Cắt để cho mát đình chỉ học gì? Sạc.
ghê. Lại một quả phạt góc thành bàn. Ok ok. Biết điều đấy không? Đừng bao giờ trêu đùa. Ok chưa? Bản lĩnh trường làng, lên tiếng đúng lúc. Đừng bao giờ trêu đùa. Giá Như. Giá Như. Game on. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây với thầy. Vào đây với thầy. Nó đây này. Nó đây này. Nó đây này. Alvaro. Morata. Nó đây này. Kinh nghiệm, kinh nghiệm, bóng đá kinh nghiệm. Bóng đá của sự kinh nghiệm. Thả bóng xuống, từ từ lên. Ok. Ok ok. Nhẹ nhàng, quét cá tính. Win. Ui, cái bóng đá vô địch Việt Nam 5 lần nó ác. Cái bóng đá vô địch Việt Nam 5 lần nó ác. Nó toan tính. Easy, easy. Em Khôi ơi, thầy gửi lại em Khôi nha. Lúc nào cần thì thầy vào khiển tiếp cho. Cảm ơn em Khôi rất nhiều.